Chào các bạn. Vấn đề làm hoa vải, lộc vải. Mình hay có nhiều ý kiến hay nhiều quan điểm, cách làm rất là riêng. Về vấn đề hoa, thì những năm trước, năm ngoái, mình đưa ra một số cái nhận định về hoa. Ví dụ như vải ra hoa bây giờ là lập đông đã ra hoa. Đưa lên nhiều anh em có ý kiến này, ý kiến kia. Nói thẳng ra trên cái diễn đàn là anh em chửi đấy. Tuy nhiên, vấn đề này sang năm nay gần như đã không còn, là ít. Thời gian trước mình đưa một video lên, mình đưa một đoạn lên anh em có ý kiến. Nhưng thật ra bây giờ ít dần, bởi vì sao? Ý kiến của mình là đúng các bạn ạ. Ví dụ hoa vải ra sớm, sau khi lập đông đã ra. Thì bởi vì nhiều anh em trong diễn đàn ở đây chủ yếu là lục ngạn, thì các bạn chưa nhìn thấy. Nhưng ví dụ hoa sớm ở bên Quảng Ninh, Hải Dương cũng nhiều. Gần đây ở lục ngạn mình cũng nhiều anh em đưa lên. Cho những anh em này dần dần càng ít ý kiến hơn, gần như không có ý kiến nữa. Tóm lại là với kinh nghiệm của anh em thì có nhiều vấn đề mình nói sai. Ví dụ vải đang nhũ lộc chuyển thành hoa, nhiều anh em cũng có ý kiến là mình nói sai. Còn sai hay đúng, các bạn xem lại video của năm 2018-19 nhé. Đúng 30 Tết mình quay vườn nhà mình đến năm 2010, lúc đó vải đang là lộc nhưng mình sang Tết mình chuyển thành hoa. Rồi vải lộc đỏ vẫn thành hoa. Thì nhiều anh em có ý kiến rất khác nhau, trái chiều. Tuy nhiên, hôm nay mình sẽ làm một bài test thử, mình gọi là chọn đáp án đúng sai hoặc có hay không. Thì cụ thể nhất, thời gian bây giờ là như sau. Ôi trời, mình nhìn vào cái điện thoại nó bị lệch mất rồi. Đó là ngày 20 tháng 11 năm 2021, 16 tháng 10 năm Tân Sửu. Mình sẽ quay chi tiết cây vải này. Để các bạn nhìn cây vải này. Cây vải này hôm mùng 8 tháng 11, tức là cách đây 12 ngày, nó chưa hề có nhũ lộc. Và cách đây 12 ngày nhé, chưa hề nhũ lộc. Tức là lúc đấy nó là thời gian là sau lập đông. Vải sau lập đông mình mới làm nhũ lộc. Còn từ lập đông đến hôm nay, lập đông mùng 7 mà hôm nay là 12 ngày, 13 ngày. Và mình làm cái video đấy từ hôm mùng 8 đến hôm nay là 20 tháng 11. Tức là nó đã là 12 ngày. Thì bây giờ lộc bắt đầu nó đỏ. Các bạn xem lại cái video mà mình đặt tên video là kỹ thuật làm lộc ra nhanh dài nhanh ấy. Đấy, chính là cây vải này. Để mình đứng xa một chút để các bạn xem. Đây cây vải này. Hôm mình đứng ở cái hướng quay này, cái vải các bạn nhìn nhé, nó gốc to đùng đây, xong mình chặt phá hết rồi. Bởi cây lưa thưa nhỏ nhất vườn nhà mình, bởi mình chặt hết rồi. Bởi mình đi bốn xung quanh các bạn nhìn nó, bây giờ mình khẳng định anh em đến 100 người xem thì vào 100 người cây này hôm nay sau lập đông 13 ngày lộc mới nhú như thế này là mất mùa. Hoặc kể cả triệu lượt bạn xem cũng triệu bạn mất mùa. Nhưng mình cứ làm. Còn mất được thì từ giờ đến hết tháng giêng, tức là tháng 3 sang tháng 3 của dương lịch năm 2021. Các bạn nhìn kỹ nhé. Hôm mùng 8 tháng 11 chưa hề nhũ lộc. Mình làm đến hôm nay sau 12 ngày lộc đã nhú được 5 7 phân và đã bật. Thời điểm bây giờ là sau lập đông 12 ngày, 13 ngày và trước đồng chí 31 ngày. Bởi vì thời gian lập đông như sau. Mình ví dụ lập đông là mùng 7 tháng 11. Mùng 7 tháng 11. Vậy là ngày mai là hôm nay là 20. 7 2 tuần nữa là 21 trừ đi 1 ngày. Vậy là 20 ngày. Ôi trời. À không phải. 2 tuần nữa ngày 21 nữa là mùng 7 này. Đến 14 là 1 tuần này. 21 là 2 tuần. Vậy này 13 ngày. Vậy từ 20 cho đến 21 tháng 12. 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, 4 tuần. 47 28 là 18 này. 74 28 này, 29 này. 30 31
Vậy là bây giờ sau lập đông 13 ngày và trước đông chí 31 ngày, vậy mình bắt đầu mình nhũ lộc như này. Liệu tỷ lệ ra hoa có được như thế nào? Các bạn xem kênh, xem video này, các bạn có ý kiến nhé. Thứ nhất, các bạn tuyệt đối không có hoa. Hoặc các bạn nói là ý kiến là cây này chỉ có đốt biến mới ra hoa, hoặc không bao giờ có hoa được cây này. Các bạn có ý kiến, xem các bạn cứ xem có ý kiến cho mình. Các bạn ở dưới ghi ở dưới ý kiến bình luận. Thì cây này, bởi vì lập xuân là ngày mùng 4 tháng 12 năm 2022, à xin lỗi, lập xuân là ngày mùng 4 tháng 2 năm 2022, tức là ngày mùng 4 tháng giêng năm Nhâm Dần. Thì mình cứ sau lập xuân một tháng mình quay lại cây này và làm video riêng cây này để xem nó ra hoa đậu quả không, có quả không. Từ sau lập xuân một tháng, tức là sang đầu tháng 3 dương lịch và đầu tháng 2 âm lịch năm sang năm, rồi tiếp tục sau này mình quay tiếp quả nếu ra hoa. Cảm ơn các bạn xem video. Chúc các bạn một ngày mới hạnh phúc, khỏe mạnh, hạnh phúc và thành công. Đặc biệt chúc các bạn là giáo viên ngày 20 tháng 11 luôn luôn khỏe mạnh và hạnh phúc.